cái thời lạ lùng này, quý vị sẽ từ đây đến tới Pháp đó, mình thấy nhiều chuyện lạ lắm. Chuyện lạ thứ nhất là bên Trung Cộng sẽ thu vua thời hạn như kiểu ngày vậy đó nè. Mà tại sao á, ngày đầu ví dụ như Trục kia cậu với đồng minh đúng không? Cái bên Trục á, tại sao nó hợp tác với mình được? Tính người tính không bằng trời tính. Tập Chấn Bình với Putin hai thằng nhất thành tinh, hai thằng nhập nhau đi, cộng với ngũ tuổi nó đang đấu nữa, kiểu nó bắn gì mà nó không bắn. Ba thằng mà nhập chung lại á, có thể thấy cái này em, mấy đồng minh nó giàu, nó sợ, nó đâu có dám hết. Còn bây giờ ok, tao tỉa mà từ thằng bắn tỉa là dễ. Bữa nay tỉa được thằng khổng lồ rồi, rắn hai đầu tỉa được đầu, còn đầu thì dễ làm thịt á. Quý vị nghĩ Trung Cộng nó giữ nổi không? Không bao giờ, chia năm sẽ bảy. Cái xà lan này á, chìm như thầy thế này. Con rồng đà lông này, rồng đỏ, rồng ma này, rồng đà này. Rồng có hai loại rồng quý vị. Mấy ông rồng bốn ông mà hộ kiệt là khác nha. Rồng bốn ông hộ kiệt là trong hình mình hay coi. Mấy ông có hai bên sừng này. Còn con đà lông nó có một sừng ngay giữa, nó ghê lắm như tê giác vậy đó. Rồi cách đây năm 2015 là kiệt bị nó tấn công vô một lần á, nó dữ lắm. Cũng ở trên trời cũng có rồng thần lắm, à lắm. Khi nước Trung Cộng chia năm sẽ bảy, thầy Thế Nít sẽ chìm cái xuồng con này, nó không có cây dầm nữa. Nó tới sắp chịu cây dầm về bê đã luôn, là sắp chịu chim hiền. Thì lúc đó lần lượt về, tất cả con ngô sẽ được đền bù lại là hồi xưa ba cực khổ bao nhiêu, thì hôm nay con về để mà trả ơn cho tổ quốc. Gọi là hội long hoa, mình gọi là freedom of speech và freedom of election, tự do họ bầu cử. Hội Viên Hồng sẽ khai mở bản âm thầm. Và từ năm 75 tới thời nay không có làm cái gì một điều tốt cho dân tộc Việt hết. Cái gì nói vậy? Thì nó nói láo giỏi. Vì nhiều lúc trên đó ngồi tại vì dạy chuyện mà mấy ông mà dạy về Hồng Thiên Thông Núi, dạy chính trị, cái thầy thì dạy về tu hành, mẹ dạy về cái kiểu cách sống gia đình, tại xuống đây giống như đứa nít baby vậy đó. Mà kiểu có phước được tiên với Phật với trời rồi dạy không à, không có thầy nào hết trơn. Thì nằm trong khúc giữa, không có thuộc về ngũ đại tôn giáo tôn phái nào hết. Cho nên khi đạo Thiên Tâm ra đời học Phật thờ cha thôi. Cuốn kinh hôm nay nè, nó y như cuốn kinh Đại Thừa vậy đó. Nó có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Di Lặc, tổng cộng đây là 300-400 trang. Bao nhiêu đây thôi sẽ đưa chúng ta về gặp Thượng Đế. Hôm nay những người mà hiểu gì kịp hoặc là bên Phật tử cũng nên đọc kinh này. Mình chỉ thất nguy trang như kinh hàng ngày của mấy thầy đọc trong chùa hiện giờ ở ngoài đó vậy đó. Chỉ khác có một cái là phút đầu vô là mình phải quy y cha mẹ trước cái đảng là xong. Cái quy y vô là quan trọng đó, quy y Phật, chư Phật rồi cha mẹ, rồi sau đó thì cũng đọc kinh thôi, rồi cuối cùng mình sám hối hay là tán tụng thì có thêm tên ra trên tên mẹ thôi, thì cũng y chang vậy. Tại sao dễ ợt vậy mà không chịu làm? Tự nhiên ợt thêm hai cánh, làm để mà mình biết thêm Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, rồi biết thêm cha mẹ nữa, mình đâu có mất phần nào. Lời này thì nói cho Phật tử đó, tránh kiến lên đi. Mình u mê nữa, quá u mê.
chuyên gia chuyên bệnh gì đó. Mấy chục năm nay đưa cho ông, ông nuôi vợ nhỏ rể Việt Nam á, thì nhà gia đình bệnh không? Sớm giờ mình nói chuyện không có đụng chạm hay không có nên ăn quá nhẹ nhàng chút. Quý vị có câu hỏi gì chứ, đặt câu hỏi gì? Mở lên. Có muốn hỏi là lúc hồi thì ha, ấn tâm muội á, này là cái chiêu của kiệt nha, tại vì truyền lại thế gian á, cái này nó như món ăn hàng ngày, mỗi ngày cái gì làm biết, đạo nào cũng vậy, bất ấn tâm muội. Ấn tâm muội, cái quan trọng cái lưng luôn, cái lưng mình phải thẳng. Trên cái gì cho là đó là chuyển lưng thánh dương,
thức thới. Tất cả kinh điển của tất cả các tôn giáo trên thế giới đó là con của Thiên Thượng, một người duy nhất thuốc trần thời nay đang nói chuyện ngành đó. Còn bốn con bài ấp, ai là vua, ai là Phật Di Lạc, ai là Minh Dương, Minh Dương thì có thể là đón lại đó, ai là Pháp Dương, nó có những danh từ, tất cả đều danh từ thế gian. Cũng giống như bên Đại Thừa họ hiểu lầm, họ nói ông Hoàng Đế Thích là cha ông trời, nhưng có ba ông sáu ông trời, không có kinh điển nào nói kiệt nói có ba ông sáu ông trời, ba ông sáu tầng trời, cha là ông trời lớn nhất á. Thôi chờ Đức Thầy ông sắp xuất hiện rồi, hỏi ông, ổng không xuất hiện á, quýnh bài hoài, có nhiêu hoa ao o yên bài rồi là nó xáo trộn hết. Còn mình chỉ dạng truyền tin anh biết không, mà được có một cái á là Kiệt là người đi trước để mà dọn đường khi trên 20 triệu người mang dấu hiệu thiên tâm, thì lúc đó đó cơ vận đã đến thì chỉ biết như vậy. Bây giờ trên 20 triệu người rồi. Câu thứ hai anh hỏi lên điện Thái Hành Thiên mà khóc, đâu còn tới Thái Hành Thiên, anh mua bay qua 3 tiếng lên Thiên Long Sơn đi. Thiên Long Sơn thì từng kiếm kiếm cả trăm cả nghìn người, tất cả chúng ta nhiều đời nhiều kiếp tái sanh lẫn lộn, mang thân người hết người Mỹ, người Âu, người Miên, người Phi Châu, rồi hết đạo này sang đạo khác đủ loại đạo, đến khi gặp cha mẹ ở thời nay á, rồi cái mình mới khóc lên giống như đứa con nít mà đi lạc ở Sài Gòn vậy đó. Thì cái đó là chuyện bình thường, rất là nhiều người. Thì nên biết là mình phải làm cái gì ngay lúc đó, phải biết câu để đi về. Mình bị vô minh nó che phủ, nó che phút đi cái trí tuệ của mình. Mình không có nhận đâu là chánh, đâu là tà, không có nhận giặc làm cha. Cũng như ông cha thì mặc áo đen đúng không, ông thầy mặc áo vàng đúng không, cái trong cái rodeo á mà kể bỏ cái miếng giả gì đỏ đó, mình không có dám nói mình giống như cái đó, phải thấy cái màu á mình cứ chạy theo. Mà Phật Thích Ca thời xưa đã nói thời mạt pháp, hồi đó Sa Tăng nó đã thách thức với Phật rồi, đến thời mạt pháp đây cho con của ta, cháu của ta đọc kinh Lăng Nghiêm phá đạo nhà ngươi nát luôn. Bây giờ mình không nhìn thấy à, Phật tử thờ Phật tử thời nay á tu cà gù cà gật không à, không có bi, bi thì đầy luôn, không có chí không có dũng. Tiền của Obama, tiền của Biden còn nhiêu á là vô là có cái danh sách dân bức cửa rỗng bao nhiêu, hạ nguyệt bao nhiêu, để cái hình bao nhiêu, con số tiền không à. Đại sư Phật Thích Ca nguyên nghe, nguyên một cái quốc gia, nguyên một cái tài sản khổng lồ, làm vua còn không múc cho ra nữa. Rồi ông Uber Lee, ông là thợ cốc, mà lúc đó 6-7 ông hoàng gia tặng ông một tấm vàng hộp sòn, ông cũng bỏ lại trên cành cây của mình chạy theo đi tu. Thời nay tại sao đã là đệ tử của Phật mà lại đi ngược hết? Hồi xưa Phật có bao giờ đi tối ngày các con làm từ thiện, các con làm từ thiện không? Phật đi cầm cái bát Phật đi xin để mà tạo phước để cho mọi người, chứ Phật đâu có chết đói, Phật đâu cần tài sản. Cái này là vô thường, là 100 năm đâu có gì đâu, ai theo đồng nào khi về bên kia thế giới. Hồi nay ông còn là cứ đi bán ra không à, tiễn đâu mà cho ra không vậy? Hết vụ này kêu ca sĩ kia đứng lên, đích danh mình đứng lên, ca sĩ nọ có hình chút lũ lụt không mà chụp lên một đống. Thầy nghĩ nào thầy nào là thầy chánh pháp, chánh kiến lên bị trí dũng đốt rút đi đem nhiều lắm. Ủa thằng A Di Đà có thẹn loai đâu rồi ta, ổng gạt mình ở bên bển, tầm nguyên này là nó không có tầm nguyên khỉ gì hết, không nổi.
muốn nói gì nói. Chứ khi mình theo một vị nào, mình hãy coi cái gốc ông tu ở đâu, thầy ông ở đâu để lỡ có người mình mét. Ví dụ mình có cha mẹ mình nhà đó, con của ngang bên C, bọn làm sai cũng có chỗ, có tổ, có ông mét. Bọn này tự biên, tự diễn, tự xưng, muốn kích gì thì xưng kích đó, tự tỏ đúng rồi, tự người lên đủ kiểu. Việc nhìn trong mắt gì đó, một cái pháp hội chỉ có chùa thì tiếp xúc tất cả các vật tượng trên thế giới, người Việt lẫn tất cả thầy Tây Tạng. Ở đây chỉ có nhiều thầy Tây Tạng, cũng ga la ở đây cũng thầy lẫn á. Thì đi qua Ấn Độ, chùa Rê Phung, đi gặp ngài Đạt Lai Đạt Ma, ông mời kia qua mà, tại mấy gì có thần thông biết gì. Mấy ông thầy nhỏ không biết, thì cứ cười hề thôi. Nên lúc thầy nói gì á, người khôn á thì gầu, còn người ngu thì ngẩng đầu cười chơi là gì á. Khi vô điện Thái Huyền Thiên, những người gọi là của trời vừa xuống, họ còn có một chút xíu cái tánh linh, họ có cảm xúc. Còn câu thứ ba hỏi là gì? Hỏi là mấy quan con trai á, mà mình có ăn kính được không? Thì cũng là đang tam định nhật thì cũng ăn kính. Mỹ 12 giới luật của thiên tâm thì mình giữ đúng. Lý do chuyện đi tiếp xúc từ sức và đại gia thì chỉ không ăn con gì nhất nhất để mà kiệt độ như mình đại gia ăn chay trường. Ngày xưa Kiệt đã ăn chay trường gần biết bao nhiêu năm rồi, thì đức thầy thì khuyên ăn chay nha, nhưng mà bây giờ mình muốn độ những bạn bè mình, những người già, mình phải làm sao? Thằng Mỹ sau này nó cũng theo đạo thiên tâm đó, mà nếu trong 12 giới luật mà ở trên kêu ăn chay hết, quý vị nghĩ chợ búa hay kinh tế Mỹ hay mấy Mỹ nó chịu theo đạo mình không? Khó lắm đúng không? Nó có thể đọc kinh này, nó có thể ngồi thiền. Cho nên Kiệt sẽ làm có lịch sử, có xấu, có tốt trong đó. Nhưng riêng mình người Việt, Đức Thầy là người đích thân kêu Kiệt lên nói với anh đó, nó đang chay trường. Người nào mà vì hoàn cảnh bắt buộc, cỡ nào cũng được, ăn đồ đông lạnh thôi để mình không có tạo cái gì. Nhưng mà cái công đức của mình nó giống như điểm A điểm B thôi cũng được. Vậy thì mình bắt chước thầy Tây Tạng, ông nào nó cũng có thần thông quá mà ổng đâu có ăn chay đâu. Anh nghĩ nó thầy Tây Tạng ăn chay à? Ông nghĩ bên Thái Lan á, Miến Điện á, mình ở đây mình đừng có chấp cái đó quá. Nhưng mà mình có thầy mình dạy thì Kiệt chỉ lập lên thầy dạy, thầy kêu ăn chay. Cái quỳnh bút sổ kêu mình ăn chay, cha mẹ kêu mình ăn chay, Kiệt chỉ nói vậy thôi. Rồi anh ra đường gặp Phật tử hay gặp mấy thầy, con ăn chay nha con làm từ thiện nó phóng sanh nha con. Nhưng mà cái lòng ổng có chay không hả? Hay là ổng chỉ nói lời qua Mỹ để ổng chức nó nổng rồi là thầy giỏi vậy? Kiệt là nói thật, Kiệt đang là tam tịnh nhục. Kiệt ăn chay một tháng á 6 ngày thôi. Hồi xưa ra trường à, nhưng mà Kiệt cũng ngồi thiền cũng bình thường. Còn mấy ông thầy ngồi thiền ông thấy nó thôi à, Kiệt ngồi thiền thấy sáng chân à. Cho nên cái ăn uống á nó cũng quan trọng, nhưng mà cái tâm mình tham sân si mình bỏ được đó là quan trọng hơn. Ý Kiệt nói chỗ đó, hiểu không? Đừng để chấp quá cái đó. Nhưng mà lời thầy dạy Kiệt vào cái đây 2 năm trước đó, là anh trai Kiệt thì trả lời anh ngồi đó. Còn chứng thì được, mà chứng của Mỹ nghe đừng có cấm, dịch lộn mình bây giờ đụng tới nha. Con nghiêu á nó còn sống á, vô tiệm á đừng kêu nghiêu xào cầu xì nhé, đừng có lựa cái tiệm nào mà có mấy con cá loại hay mấy con tôm loại đừng vô. Tại vô đó đó, bạn anh mà nó kêu đó ra anh không ăn thì nó buồn, anh ăn anh cũng bị nghiệp á. Ví dụ như đi với bạn bè thì lựa cái tiệm nào mà nó không có cái then á mình vô chắc ăn rồi. Tại vì mình cũng phải thích ứng với mặt đời phải không, chứ không phải mình cứ nhắc
thì mình cũng không lấy cái đó mà làm hãnh diện để mà khoe khoang. Ok, trả lời cái đó.